Hello, xin chào các bạn nha. Lời đầu tiên thì mình cũng cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ cái kênh của mình đó. Thì như các bạn biết, thời gian vừa qua thì tỉnh Thất Bồng Lai đó cũng dậy sóng lên cũng 2-3 lần. Lần thứ nhất là lần ông Thắng bà Mai, ba mẹ Diễm My đó tới kiếm con và đập phá rồi gây rối trật tự ở cái tỉnh Thất đó. Rồi lần thứ nhì này thì mới đây thì là công an kêu Diễm My lên làm việc đó và bố mẹ Diễm My đã từ đó là coi như là lấy mang Diễm My về nhà luôn. Thì mình cũng mọi chuyện thì mình cũng tưởng là xong rồi, Diễm My thì về nhà xong rồi và tỉnh Thất thì cũng yên, không còn nói gì nữa. Thì mới đây thì mình cũng có coi một hai clip á, của anh Nguyễn Xin đó, thì anh ta nói về và anh ta đang điều tra về cái sự thật của tỉnh Thất Bồng Lai đó. Thì mình coi cái mấy cái clip của anh ta đó thì mình có một hai điều mình xin nhắc anh ta anh Nguyễn Xin là những người mà tu trong tỉnh Thất Bồng Lai đó là những người tu tại gia chứ không phải là chùa, không phải là tăng ni Phật tử gì hết, nên xin anh đính chính lại cái lời nói của anh, có nghĩa là người ta tu tại gia thì người ta có quyền xuống tóc bản thân người ta có tùy quyền, và người ta có tu hay không hoặc là người ta muốn lấy vợ lấy chồng hay không á thì cái đó là quyền của người ta, tại vì người ta không có vào cái hội Phật giáo đó, thì khi mà ở vô chùa thì có thể là không có được lấy chồng lấy vợ, nhưng mà khi tu tại gia đó bạn có quyền, có nghĩa là bạn muốn tu thì tu, mà bạn muốn đi lấy chồng lấy vợ chứ đó là chuyện bình thường thôi, người ta không muốn tu là như vậy đó. Còn thứ hai nữa, mình có một điều nữa là mình muốn nói là tại sao mà khi tỉnh Thất Bồng Lai lần thứ nhất đó mà gia đình ông Thắng tới mà đập phá chùa và gây rối đó, thì sao lúc đó thì lại không có ai đi điều tra về cái lý lịch và lên tiếng để tìm kiếm những cái quá khứ của tỉnh Thất Bồng Lai, mà sao tới giờ này khi mà tỉnh Thất Bồng Lai đã lộ ra những cái yếu điểm rồi thì mọi người lại bắt đầu đi tìm kiếm về quá khứ tỉnh Thất Bồng Lai và tìm kiếm lại quá khứ của năm chú tiểu. Mình xin nói xin thưa với các bạn là tỉnh Thất Bồng Lai cho dù là cái gì đi chăng nữa, cho dù là họ người lớn người ta có cái chuyện gì sai trái hoặc là cái gì đi chăng nữa, nhưng mà mình mọi người thương yêu tỉnh Thất Bồng Lai, người ta ủng hộ tỉnh Thất Bồng Lai là vì năm chú tiểu, các bạn nên nhớ và anh xin nên nhớ là như vậy đó. Còn cái chuyện quá khứ của người lớn mình không có bàn đến, mình chỉ ở đây là mình thương, là thương năm chú tiểu thôi đó. Thì cho dù là người lớn có làm cái chuyện gì sai trái ha, không thì mình cũng không có cần đề cập tới, nhưng mà ở đây thì mình chỉ cần đề cập tới là năm chú tiểu, tại vì năm chú tiểu quá dễ thương đi, ai cũng biết hết nó, từ hải ngoại, từ khắp nơi trên thế giới ở Việt Nam người ta mang quà tới, người ta cho tỉnh Thất Bồng cho năm chú tiểu đó, thì người ta thương năm chú tiểu và cũng có rất là nhiều cái mạnh thường quân người ta tới, người ta bỏ tiền ra, người ta xây dựng lại cái tỉnh Thất Bồng Lai, thì cái đó là cũng chứng minh là cái tỉnh Thất Bồng Lai là cũng là một cái nơi là nuôi dưỡng năm chú tiểu này cũng là quá tốt, và nuôi cho năm chú tiểu này thành người mà đi thi đồ này kia đó thì cũng rất là hay. Thì mình cũng là một trong những fan ủng hộ năm chú tiểu, nhưng mình không có đả động gì tới các người lớn hết, cho dù anh Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên, cho dù thầy ông nội cái gì đấy nữa, mình không có đề cập tới cái quá khứ của người ta nha. Mình đây mình thương là mình thương năm chú tiểu thôi đó. Thì qua cái video này á thì mình cũng xin nhắc với anh Nguyễn Xin đó là khi mà anh nói đó thì cũng phải lên coi lại cái lời nói của mình, chứ anh nói là các tăng ni Phật tử đó thì thật sự là không có đúng nha đó. Thì tại vì cái tỉnh Thất Bồng Lai này không phải là nơi là chùa, không có phải vô trong cái Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, thì xin nhắc nhở anh là như vậy. Còn người ta tu tại gia, người ta muốn tu, muốn xuống tóc hoặc là người ta muốn lấy chồng lấy vợ, cái đó là quyền ở tu tại gia là như vậy nha. Đó thì mình cũng không nên nói nhiều, mình chỉ cần đây lên đây mình nói được vài cái ý kiến của mình là như vậy đó. Thì
mình thật hư như thế nào á thì mình cũng chưa biết được nha. Những cái giấy tờ mà anh bỏ ra anh đi tìm kiếm đó, thì anh lục lọi, anh tìm kiếm đó, thì mình nhìn vô các giấy tờ đó, anh khi anh show ra như vậy đó thì mình tin cũng có thể là thật sự, nhưng mà những giấy tờ đó mình cũng có thể làm giả được nha các bạn nha. Đó, làm giả được con dấu mộc hoặc chữ ký nào kia đó, chưa có ai chứng thực mà chưa có ai, chính quyền nào vô để xác nhận là các giấy tờ đó là thật hay giả. Thì cho tới hiện tại bây giờ thì mọi việc đó chưa có rõ ràng, nên chúng ta cũng chưa lên phán xét được bên nào đúng bên nào sai đó. Thì mọi việc thì cũng phải nhờ chính quyền để người ta vô can thiệp thôi, chứ cộng đồng mạng hoặc là mình anh Nguyễn Xin này đi tìm kiếm sự thật đó thì cũng không có đủ bằng chứng thuyết phục đó. Bây giờ là phải cần là chính quyền vào can thiệp đó. Thì qua cái video này đó thì mình cũng xin nhắc nhở là với anh Nguyễn Xin và các bạn đó, thì hãy coi như bình tĩnh lại, mọi việc vẫn còn trong cái vòng chưa có biết rõ ràng, thì mọi việc phải đợi chính quyền Việt Nam, công an vào làm việc thì mình mới biết được. Nhưng mà cái cuối cùng, cho dù có kết luận là Tịnh Thất Bồng Lai như thế nào đi chăng nữa thì năm chú tiểu vẫn là vô tư thôi. Mọi người hãy luôn luôn ủng hộ năm chú tiểu, tại vì năm chú tiểu này quá thông minh và quá là ngây thơ đi. Mình cho dù người lớn có lỗi gì chăng nữa, nhưng mà năm chú tiểu này là mọi người đều thương yêu hết nha. Thì thôi, cái video mình chỉ là lên đây mình nói chút xíu vậy thôi. Thì mình cũng xin các bạn đó là hãy bình tĩnh lại nha. Mình chưa biết bên nào đúng bên nào sai nha. Mọi việc thì bây giờ phải đợi chính quyền, công an người ta vô làm việc thì mình mới biết được. Chứ còn bây giờ mọi người cứ nghe một phía đó thì cũng chưa biết được như thế nào hết chứ. Thì thôi, mình xin kết thúc cái video tại đây nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.